trên đường lại gặp một nhóm người. Chính là sói đỏ anh em tốt của vua Bexin. Người ngồi bên đường thấy hắn ăn mặc quái dị, vừa định đến gần tìm hiểu cho kỹ, ai ngờ thiếu chút nữa bị đối phương giết chết. May mà sói đỏ kịp thời ra tay mới cứu được một mạng. Báo đầu đàn phát hiện nhóm người này chỉ là dân làng bình thường, không có ác ý thì bèn quay người rời đi. Nhìn bóng đối phương đi xa, sói đỏ cứ cảm thấy trong cái giỏ phía sau có một cỗ khí tức quen thuộc, khiến anh ta không ngờ tới là bọn họ đã bỏ qua thời cơ nghênh cứu hoàn hảo nhất. Kẻ đang vác cái đầu lợn mấy trăm cân này, một bữa có thể ăn cả trăm con bò con dê, mỗi ngày đều phải trải qua cuộc huấn luyện ma quỷ, chỉ vì để làm bị thịt cho người khác bị ăn đánh cả nghìn lần. Sức chiến đấu của hắn lại khiến vạn con thú nghe đến là run rẩy. Sau khi biến dị còn có thể một mình đánh lại cả bầy mãnh hổ. Nhưng mà ở trước mặt băng đầy cơ bắp đỏ rực này, lại không hề có sức phản kháng, cho dù đã khôi phục bản thể cũng không thể động đến đối phương. Cho dù là đàn báo khuyển chạy đến chi viện, trước mặt băng cũng chỉ như đám gà trích, vì để cho Trồn Hương nhanh chóng đưa đứa trẻ về lãnh địa. Zoa chỉ đành bảo đám báo khuyển đi ngăn Sangun lại, còn mình thì ở lại đấu một trận tử chiến với băng. Nhưng hắn thân mang trọng thương, chỉ có thể kéo dài thời gian của đối thủ. Lúc này hắn biết bản thân đã đến cực hạn, nhưng băng lại không cho hắn cơ hội lấy hơi, một phát túm lấy cổ tay hắn, chân dẫm lên đầu gối hắn, tung một cú đá tay Zoa trực tiếp gãy ngang. Sau đó ghét bỏ ném cánh tay đi rồi chậm rãi đến gần hắn. Đúng lúc hắn cảm thấy mình sắp phải xuống suối vàng rồi, thì cơ thể băng lại xảy ra thay đổi có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Thì ra là báo khuyển đầu đàn mang đứa bé, ngày càng rời xa ngôi làng, khiến băng không thể cảm nhận được khí thức của vua Bexin. Băng không còn năng lượng duy trì, lập tức bị Zoa cắn xé như con cừu, còn chưa kịp phản ứng lại đã bị hắn ghì xuống đất. Nhưng bản năng của một con thú đã kích phát tiềm lực của băng, bắt đầu lại tấn công đối phương. Chỉ thấy băng dùng hết sức tông vào Zoa, ai ngờ một cú tông này lại khiến cả hai đều rơi xuống vách núi. Ở bên kia, Sangun và Hồ Ly vẫn đang liều mạng đuổi theo mùi. Không bao lâu sau, chúng đã chạy sâu vào rừng, vết cào trên thân cây khiến Hồ Ly cảm thấy hoảng hốt. Hơn nữa thời gian của nó đã không còn nhiều nữa, nó chỉ đành khẩn cầu Sangun nhất định phải tìm ra đứa nhỏ. Mỗi một câu nói đều như lời chăn chối, vốn dĩ Sangun còn thấy nghi ngờ khi thương thế của mình hồi phục. Hiện giờ y đã dám xác định rằng đối phương đã truyền linh châu ngàn năm cho mình. Đúng lúc y muốn truy hỏi Hồ Ly, thì đôi mắt của đối phương đã trở nên tối tăm, lúc này nó đã mất đi ký ức phần trước. Lúc Hồ Ly nhìn thấy Sangun ở bên cạnh thì bị dọa đến chảy mồ hôi lạnh. Sau đó co giò chạy vào trong rừng, không ngờ trong chớp mắt đã bị một bóng đen lôi đi. Nhìn kỹ mới phát hiện ra là báo khuyển núp ở chỗ khuất. Nhìn thấy hình ảnh đó, Sangun lập tức đại phát thú tính. Lúc y chuẩn bị tiến lên cứu Hồ Ly, thì lại bị một con báo khuyển khác đánh lén, một giây sau đã bị đè xuống đất không động đậy được. Thấy thế, những con báo khuyển đang núp cũng lần lượt đi ra. Thế nhưng nhìn có vẻ giống như đã ỷ đông hiếp yếu mà thắng được đối phương. Lại không ngờ là mạng sống đã không còn bao lâu nữa. Nhìn thấy người thân bị đám dã thú này làm hại, Sangun phẫn nộ cố thoát khỏi kìm kẹp để phản kích. Chớp mắt đã đến trước mặt báo khuyển thủ lĩnh đánh bay mồm. Thành công cứu được Hồ Ly về, mấy con báo khuyển còn lại sợ hãi bỏ chạy tứ tán. Mà Sangun cũng vì dùng sức quá độ mà phun máu mồm. Đàn hổ trắng nấp ở gần đó theo dõi trận chiến, bị dọa đến run lẩy bẩy, nhìn thấy đối phương chỉ dùng mấy chiêu đã hạ gục được cả đàn báo khuyển, bọn chúng không thể tin nổi. Còn chưa đợi chúng kịp phản ứng, Sangun đã xuất hiện trước mặt. Nhưng Sangun lại không hề làm khó chúng, mà lại nhờ chúng chăm sóc Hồ Ly giúp, còn mình sẽ đuổi theo đám báo khuyển đã bỏ chạy. Hiện giờ chỉ cần tìm ra đối phương mới có thể tìm được tung tích của đứa nhỏ. Đồng thời cùng lúc đó, cuộc chiến giữa Pang và Zoa vẫn đang tiếp diễn. Chỉ thấy Zoa há mồm cắn lên cổ đối phương, Pang dùng hết sức lực cũng không thoát ra được, lát sau đã bị đối phương đè dưới thân. Đúng lúc Zoa chuẩn bị dùng đuôi chọc mù mắt Pang, lại bị Sangun đột nhiên xuất hiện cắn đứt đuôi. Thì ra là y đã đuổi theo đám báo khuyển bỏ chạy để đến đây. Sangun tham chiến, ghim chặt Zoa đầy phẫn nộ. Xem ra là lần giáo huấn trước đã bị ngươi quên rồi. Hiện giờ ta nhất định phải xẻ ngươi làm tám miếng. Zoa nhìn hai con mãnh hổ trước mặt, cảm thấy cái chết đang đến gần mình hơn.